Wow, nhìn này các bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có một con cá mập rất là to lớn luôn đó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần và cho các bạn xem được kỹ hơn nha. Ta-da, đây là một loài cá mập khổng lồ Megalodon. Nó đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi đó các bạn ơi. Wow, một con cá mập sống ở dưới nước. Khi trưởng thành thì nó có thể dài tới 18,2 m và nặng lên tới 60 tấn luôn đó nha các bạn. Mình đang tìm kiếm thử quanh đây chúng ta sẽ còn những con khủng long nào khác nữa không. Ok, mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi săn khủng long thôi các bạn ơi. Let's go. Wow, nhìn nè các bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có nhiều con khủng long lắm nha. Chúng ta sẽ tiến lại gần để xem có những con khủng long gì đây. Wow, rất là nhiều những con khủng long đẹp luôn đó các bạn ơi. Và con khủng long đầu tiên đây là con Dilophosaurus, hay còn gọi là con thằn lằn hai màu. Khi trưởng thành thì nó có thể dài tới 7 m và nặng lên tới 400 kg luôn đó nha các bạn. Dilophosaurus. Con khủng long tiếp theo là con khủng long Stegosaurus, là một loài khủng long ăn cỏ, di chuyển bằng 4 chân. Ở phía trên lưng của nó sẽ có rất là nhiều những chiếc gai to lớn và còn có cả màu đỏ nữa. Trông nó rất là nổi bật và bắt mắt. Tiếp theo mình sẽ có một con khủng long Olosaurus ở đây. Đây là con khủng long ăn thịt, cơ thể màu xanh da trời và di chuyển bằng 2 chân. Con khủng long tiếp theo chúng ta muốn giới thiệu đến tất cả các bạn là một con khủng long Keratosaurus, thuộc loài khủng long ăn thịt, họ khủng long ba sừng. Nó di chuyển bằng 2 chân rất là nhanh với một hàm răng rất là chắc khỏe. Keratosaurus. Chúng ta cùng tiếp tục đi tìm kiếm nha các bạn ơi. Wow, gì đây? Ở đây chúng ta có rất là nhiều những con khủng long khác nhau luôn các bạn ơi. Wow, có một cái đầu con khủng long rất là to cùng với một cái búa rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ tiến lại gần nha các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu với con khủng long này nha. Đây là con khủng long Parasaurolophus, hay còn gọi là khủng long mào kiếm. Nó ăn cỏ và di chuyển bằng 2 chân. Tiếp theo là một con khủng long ăn cỏ nữa, đây là Saichania, di chuyển bằng 4 chân, một cơ thể khá là tròn trịa cùng với rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn ở trên lưng. Saichania. Phía bên này mình sẽ có một con chim khủng long, đây là Archaeopteryx, một loài chim thời tiền sử đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Nó có 2 bàn tay ở 2 bên cánh cùng với một cái mào hình mặt trăng lưỡi liềm. Phía bên này mình thấy có một con khủng long rất là to, cho nên mình đã nhắc lên và đưa lại gần cho các bạn cùng xem nè. Trên tay mình là Spinosaurus, một loài khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm. Nó có một hàm răng dài tương ứng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Spinosaurus. Phía bên này chúng ta sẽ có thêm một con chim thời tiền sử nữa nè các bạn ơi. Loài chim này thì nó có một đặc điểm là rất là nhiều màu sắc sặc sỡ ở trên người, tạo nên một sự rất là nổi bật. Sinolithosaurus. Con khủng long nhỏ nhắn nữa mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, đây là con khủng long Ankylosaurus, ăn cỏ di chuyển bằng 4 chân. Ngoài ra cơ thể được bọc một lớp giáp rất là dày và tương đối rất là cứng chắc.
Tiếp theo đây trên tay mình sẽ là con khủng long Nigersaurus. Đây là một con khủng long ăn cỏ, đuôi dài, cổ dài, cơ thể màu xanh lá cây và di chuyển bằng 4 chân. Nigersaurus. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một con khủng long Saichania ở đây. Con này là con khủng long Pachycephalosaurus, là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng 2 chân. Nó sở hữu một cái đầu rất là dày, và đây cũng là vũ khí chính của con khủng long này đó các bạn ơi. Rất là cứng. Và tiếp theo đây là một con khủng long siêu to khổng lồ, một con khủng long Indominus Rex, với rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn ở trên lưng, một cơ thể to lớn săn chắc và đầy cơ bắp, một hàm răng thì chắc khỏe, tạo nên một con khủng long Indominus Rex rất là to lớn đúng không nào, và hung dữ. Mình còn phát hiện ra có thêm một con khủng long bạo chúa ở đây, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không nào. Đây là con khủng long Tyrannosaurus, một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Nó có một hàm răng to lớn chắc khỏe và rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Cơ thể thì rất là hoàn hảo cho việc đi săn, tạo nên một con khủng long bạo chúa rất là hung dữ và nguy hiểm bậc nhất trong các loài khủng long. Phía bên này là cây búa đặc biệt mà mình đang muốn nói với các bạn. Đây là cây búa của thần sấm Thò. Hai bên hông là những hình vẽ được điêu khắc rất là tinh xảo và đẹp mắt. Thân cây búa có màu đỏ và cảm giác cầm nắm thì rất là vừa tay. Món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay là một cái hộp đồ chơi mang hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Phía bên trong mình sẽ có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Ở đây có bao nhiêu bạn kể tên được hết các con khủng long ở trên tay mình nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết với nha. Đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay đó. Rất đa dạng các con khủng long khác nhau và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.